con dừng giờ gái lớn gái chồng. Ông bà ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai. Em ơi ngày mai, em ơi ngày mai theo anh về Vinh Nhi. Hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo làm, vì thương em nên anh hết chơi bời. Về bên nhau ta xây hạnh phúc lâu dài, về bên nhau ta xây tương lai người ơi. Bây giờ mình tay đi anh, bây giờ mình tay nha anh, bây giờ mình tay mai sau anh sẽ sang giàu. Cười về trong đêm tăng ngon, kiếm được thằng thú thôi ngon. Gia đình hai đứa ăn mừng chung lớn ta cùng nâng ly. Ơi hò, ngàn ngàn hai ly quen sẽ đưa em về. Dân chơi xứ biển, em là con gái của cái vùng sông nước, cái trường lưu thủy và đại hải thủy, đường nào con cháu mình cũng có phước. Ơn trên đã tính ra trước một bước thì ngại gì đâu mà anh không rước. Cưới vợ không phải là ván mạt chuột, thằng có ba bích thằng đó đi trước. Anh có mơ đất mấy ngàn hecta, thú vui tao nhã là trồng thảo dừa. Đợi em dưỡng ngang phải gọi là mướt mê lem có một vết xước. Là áo bà ba trong gió lướt trước, nhiều lúc huyết áp anh muốn suy nhược. Bà con lối sớm họ chỉ biết ước họ khen thằng này ngó bộ mà được. Ông già anh thích chơi lan đột biến, còn má của em tay chơi cá coi. Lúc ở không đánh bài tứ sắc với mấy bờ trên cô racing boy. Anh chung cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời. Nhưng mà lương tháng thì anh không được giấu, để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha. Chiều chở em đi mua cà rá ngon ngà cầu hát tích tích.
lại sang nhà em xin thưa hai bác con muốn đón em về làm dâu mà con. Hồn hú gì thì má cho anh rước em về rồi. Hai bên phòng già chẳng cần cao xa chỉ cần đôi ta hết lòng trong đó mong rồi ăn. Yêu em không lăng nhăng em ơi anh nói nghe nè. Anh thương em lắm. Qua thời gian cháu Lam và cháu Anh tướng nguyện tìm hiểu và hai cháu đã xin được thứ nhất và qua hai bên gia đình đã chọn một ngày làm việc tốt. Ngày hôm nay tôi sẽ thành tôi có cái lễ ăn mừng cháu Nam và cháu Anh. Tôi xin thay mặt là nhà đại diện nhà tôi thì tôi là bác của cháu Nam được làm tiền quan ngày hai trăm đây là có các bác các chú các thím và sự hiện diện của mẹ cháu Lam. Mẹ cháu Lam thế thì qua cái thời gian tìm hiểu bài rõ ràng có duyên có lợi các cháu có thể bảo đến chồng dân làng chẳng hạn duyên cho mà xa xôi cách mấy là đò cũng phải đi nên này cũng giữa cái là tứ hải giao tình giữa Thái Nguyên với Hà Nội ăn cơm với tôi. Tuy rằng bốn cưng nhưng vẫn làm ở nhà. Bây giờ các con, các cháu đã đồng ý rồi. Hai bên gia đình thông gia cũng đã chuẩn bị ngày lễ thành hôn cho các cháu. Nhưng vì đường xá xa xôi thì trước tiên đoàn chúng tôi hôm nay thì trình bày với các cụ công và là hôm nay cũng để xin phép là được đón cháu Anh về quê nhà tôi để làm lễ gia tiên rồi tổ chức lễ thành hôn. Nhưng mà đầu tiên là có hỏi thì có cưới thì trước mắt là long quả đây là họ nhà đây chúng tôi chuẩn bị đây là cái lễ ăn hỏi cho các cháu và cái lễ cưới của các cháu thì chúng tôi sẽ chào xong đấy là đây là có sự thống nhất của hai gia đình và xin được coi như các cô tơ họ nhà gái để tiếp nhận để bàn việc tiếp theo cho các cháu thì cũng xin là cảm ơn. Cháu có tìm hiểu nhau mà đã hai bên đã đi đến kết quả là hôm nay là ngày hỏi cháu anh hỏi cháu thì tôi cũng rất là vui mừng được phấn khởi cháu lớn được đi lấy chồng nói chung là trai lớn thì gả vợ gái lớn thì lấy chồng quy luật nó như thế thì tôi hôm nay các cháu tìm hiểu nhau là đường xa xa xôi thật nhưng mà thôi thì đúng là ta nói là gần thì chẳng dám xin cho mà xa thôi cách mấy lần đò cũng muốn phải đi xa thôi đến mấy anh đi có đấy chứ thì kiểu mình cháu ở đây tôi cũng rất là mừng quá thế hôm nay là lại được từ nhà trai đã đem đến để làm cái lễ ăn hỏi cho cháu rất là chú đáo tôi cũng xin là cảm ơn hai nhân dân gia đình bên nhà trai là có thật nhiều sức khỏe thì cháu tôi được về gia đình nhà sau của bà thì tôi rất là vinh hạnh và vinh dự được đón tiếp gia đình nhà trai thì tôi cũng là mong sao là con cháu tôi thế nhưng mà bây giờ là con cháu của ông bà rồi bây giờ các ông các bà các anh chị không là bây giờ con cháu của anh chị nhé nó còn quá lớn đi nhưng chưa có côn mới có 20 tuổi thôi nên là cháu cũng còn ăn được nhưng mà chưa suy nghĩ được thế nhưng mà cũng mong là nhà cha là hết sức là thương yêu cháu vì hoàn cảnh gia đình cháu mẹ con cháu vất vả hôm nay là tôi xin là chấp nhận những lễ vật của nhà cha đem đến rất là vui mừng phấn khởi cháu được xây dựng gia đình chỉ là ngại nói ra mà thôi chuyện của anh và tôi vẫn sẽ
rất xa và xôi. Chạm mặt nhưng chẳng dám nói câu gì. Lặng nhìn anh thoáng qua vội đi, giây phút chốc nghĩ suy không biết phải làm chi. Người hy vọng dù đã bấy lâu mà sao không thể nói ra mấy câu. Sau khi đến đây em lại làm điều ác, đó là bóp nát con tim anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Thay vì làm điều khác, việc ngơ ngác trước vài cô gái lạ, từ khi em xuất hiện thì anh đã say no. Vì em đã khiến tâm tư này sơ sát, suy nghĩ luôn mang mát về em ở trong đầu. Anh không dám hứa là sẽ yêu em suốt đời không thay đổi, cũng chẳng dám hứa tình cảm ngọt ngào không lúc nào phai phôi. Sẽ không thề non hẹn biển, hứa hẹn mai sau em ơi. Chỉ hứa ngày nào còn nhau là yêu hết lòng ngày đó thôi em ơi. Dù đã bấy lâu mà sao không thể nói số mấy câu. Là anh ơi, là anh ơi. Lưu số em đi, khi nào má có cần con dâu thì gọi cho em. Đêm dài lắm lúc phải cô đơn một mình trước thêm. Em sẽ đến trong em đêm muốn ớt. Vô luôn nha.
nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3 vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1, 2, 3 vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1, 2, 3 vô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đề bờ. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đề bờ. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1, 2, 3 vô. Sang hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi ơi hò khoan hơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên người, dòng sông xanh xanh lên nước mưa. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo bơi, bên thành bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chợt màn dày đâu che khăn nịt, đôi môi hồng mỉm cười tươi ta. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi ơi hò khoan hơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Vào đêm vui.
quan hơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành suối mái trèo bơi, bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, giữa em về trên chiếc thuyền hoa, chân man dày đâu che khăn, đôi môi hồng mỉm cười tươi ta. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cháu bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Ơi ơi hò khoan hơi hò khoan, mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời ta. Dòng sông ơi thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trá. Sáng cũng buồn, thôi em đau đêm về lại lòng. Sao em không nhìn về tương lai, hình hài là một nhánh hoa dài. Gió xanh sao được, gợi những đóa hoa hồng lạ lớn. Chịu thương em đến nơi.
anh ta. Muộn phiền làm chi dối trá, sáng cũng buồn, ôi em đau đêm về lại không. Sao em không nhìn về tương lai, hình hài là một nhánh hoa dài, so sánh sao được với những đóa hoa hồng lạ lẫm. Người con gái chẳng cần kiêu sa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà, thích ở bên anh, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yếu đuối, bộn bề đang xấu những nụ cười, than trách do anh chẳng chịu thương em đến nơi. Ôi em đừng nặng lòng anh ta. Bằng lòng anh sáng anh ngang bưng theo cao châu. Mãi mãi
Thank you.
trưởng thành mà gặp được cháu Nam, được hai cháu thương yêu nhau về xin phép gia đình và cho gia đình hai bên đã cho phép các cháu được nên duyên vợ chồng. Nay tôi đưa cháu về, tôi thì thôi xin phép các cụ, các ông, các bà, tôi xin phép là trao cháu dâu về đây cho họ nhà ta, tức là về đằng gia đình cháu Nam để bố mẹ cháu Nam thì đón nhận cháu và thương yêu cháu. Cháu về với các ông các bà thì trong sự là tôi nhờ các ông các bà, gia đình nhà trai thì thương cháu, giúp đỡ cháu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, họ nhà trai và họ nhà gái, qua cái thời gian cháu Nam và cháu Anh tìm hiểu và báo cáo với hai bên gia đình mà từ Thái Nguyên cho đến Hòa Bình, ai ai cũng đồng ý cho mình lấy ta. Họ nội, họ ngoại gần xa, ai ai cũng đồng ý cho ta lấy mình. Xã hội đồng tình, gia đình đồng ý, các cháu coi như là hợp ý. Thế hôm nay thì tôi cũng được thay mặt cho hội họ nhà giai, là trưởng đoàn, đã được trưởng đoàn họ nhà gái giao cháu Hải Anh chính thức từ bây giờ đã làm con, làm cháu của chúng tôi. Cái thứ hai là cụ cứ yên tâm, đã về làm con làm cháu chúng cháu ở đây thì cũng cứ để dâu hiền lên gái, để hiền lên giai, cùng hai bên gia đình ta cùng kết hợp để xây dựng cho các cháu. Cái gì nó chưa khôn thì ta dạy cho nó khôn thêm, cái gì nó chưa biết thì ta bảo cho cháu, các cháu biết thêm. Chứ cụ cứ yên tâm, không phải lo lắng một cái vấn đề gì. Và cũng trước hội hôn cũng xin được thay mặt họ nhà giai đã cảm ơn các cụ, các ông họ nhà gái đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất để được đến giờ là đưa được cháu Hải Anh về đúng giờ và cũng đến nơi đến chốn. Xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà cũng đã không quản ngại đường xa xa xôi, bớt chút những thời gian vàng ngọc về dự lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi. Tôi xin cảm ơn ạ. Em thấy lẻ loi, em sợ nỗi buồn.
luôn. Anh sẽ ở đây làm em yêu đời. Em không tin vào ai, điều này thật điên dại. Sẽ có anh ở đây làm em nghĩ lại điều em đang sợ. Chạy về nơi phía anh, cánh tay này dài rộng lắm. Chạy về nơi phía anh, trái tim này cũng ấm lắm. Chạy đi đâu nữa em, chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi. Đừng đi đâu, chạy về nơi phía anh. Em thấy lẻ loi, em sợ nỗi buồn. Anh sẽ ở đây làm em yêu đời. Không tin vào ai, điều này thật điên dại. Sẽ có anh ở đây làm em nghĩ lại điều em đang sợ. Chạy về nơi phía anh, cánh tay này dài rộng lắm. Chạy về nơi phía anh, trái tim này cũng ấm lắm. Chạy đi đâu nữa em, chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi. Anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy
qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Sông, sông hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả luôn bên
bạc màu không bao giờ chia xa nhé. Yeah. Yêu anh và bên anh thôi, còn mọi chuyện để anh lo. Yêu em và bên em thôi, cứ ôm anh như thế. Tháng năm dài hãy kề vai anh, ta đi trên con đường ngày mai. Dẫu phong ba hay hiểm nguy, anh luôn bên em vượt qua. Đến mai này chúng ta già vẫn bên nhau. Không bao giờ chia xa.